Thân ái chào các bạn và thân ái chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh canh bột lọc nấu với cua. Bây giờ ta bắt đầu. Ta múc vô đây 20 bột. Bây giờ ấm nước đã sôi rồi. Bây giờ cô bắt đầu tắt bếp. Các cháu ơi, đây là bột năng nhá. Đây là bột năng nhá. Và đây là ấm nước mới sôi xong, mình phải đun sôi nhiều nhiều lên thì bánh nó mới dễ chín mà nó dai dẻo nữa. Còn chân trâu thì ta không cần sôi lắm đâu, nhưng mà cái này là phải làm sôi. Sôi nhiều nó mới dẻo và nó dai. Ta bắt đầu trộn bột. Cái này làm cũng giống như hạt lựu các cháu ạ. Nó là bột năng. Nhưng mà hạt lựu thì làm nước sôi hơn. Bánh canh cũng làm nước sôi hơn. Chứ còn chân trâu thì làm nước ít sôi thôi. Mình nặn nó dễ hơn, nhưng mà chân trâu ăn nó dai lắm. Tại vì nó nước nó sống á, cho nên là nó dai lắm, nó cứng lắm. Nếu mà các cháu muốn ăn cho mềm thì các cháu có làm nước sôi như vậy này. Rồi nhão rồi, cô phải chia thêm bột. Lỡ tay nhão rồi phải thêm bột. Cái này rất là tiện các cháu ạ. Bây giờ mấy đứa cứ mua làm bột buổi tối ấy. Làm bột buổi tối xong sáng ra nấu thịt hay nấu cua gì cũng được. Mình nấu thịt thì nó nhanh hơn. Cái này mình chỉ cần làm một màu thôi, mình không cần làm hai màu. Ví dụ như là ngày Tết hay ngày Chủ nhật á, các cháu mua về nấu cho gia đình ăn hay cho bạn bè ăn, tốn ít tiền lắm. Các cháu mua 20.000 cua là có thể nấu ăn được hai người rồi. Cua bên này nó đắt. Các cháu mua 20.000 tiền thịt là nấu có thể nhà 3-4 người ăn rồi, 4 người ăn. 20.000 tiền thịt với lại khoảng 3 lạng bột thôi. Các bạn và các cháu nhớ để ý nhé. Mình để một cái miếng lót như này đó, mình làm để cho nó êm, nó khỏi nó rất là êm. Và nếu mà ta mà nhão bột á, bột ta mà nhồi vẫn mà nhã thì thêm bột vào đó. Nhìn bột vào ta nhã nhồi cho nó đều mà nó vừa ăn. Có mấy cháu á, làm chân trâu hỏi cô rằng sao chân trâu của cháu nó cứng quá, nó không có mềm, và cháu nặng thì nó bể ra. Có người thì bảo là, có đứa thì bảo là cháu bỏ vô lời nóng cháu luộc thì nó vỡ ra. Đó là do mình nhồi nước không có được nóng. Thì các cháu rút kinh nghiệm lần sau đun nước sôi lên một tí nữa. Thì vì nước không sôi là bột nó không dẻo được. Các cháu nhìn thấy không, bột nước sôi nhiều này nó dẻo không? Rất là dẻo. Còn nếu mà nước sôi ít là bột nó không dẻo được. Đó, ta kém cục bột như vậy. Giờ ta bắt đầu cán bột. Mình cho một tí bột vào đây nè các cháu ạ, để cán cho nó dễ. Mình cán nó vòng vòng vậy nè, đó cái bột nó đều mà nó đẹp. Bây giờ ta bắt đầu cắt bột. Đó, ta cắt thật dài như vậy.
ta làm bánh canh nó có thể dài như vậy, chứ không có như hạt lựu. Giờ mình bắt đầu trồng lên như vậy nhà các cháu này đó. Trồng như vậy mình cho một tí bột vô, một tí nó nhão thì cho chứ nó khô để khỏi cần. Đó, một tí bột áo thôi. Bắt đầu ta sắt bột. Các cháu nhớ là chụm cái tay vô như vậy nha, nó không đứt tay. Đó. Cho tí bột áo như vậy. Bây giờ mình thấy bột dính thì mình gỡ như vậy các cháu này đó. Khi mà dính các cháu gỡ như vậy. Làm cũng nhanh lắm, không có gì lâu cả. Bây giờ mình làm xong rồi, mình cho một tí bột như vậy, mình gỡ hết xong rồi mình cho tí bột như vậy nó khỏi dính. Đó. Bây giờ thì mình bắt đầu đi luộc bột các cháu ạ. Đây là nước đã sôi, cô mới đun xong. Ta đổ vô ta luộc bột. Bây giờ cô luộc ít thôi. Cô luộc cô ăn ít, rất là ít, tự cô no rồi. Cô chừa lại để mai. Để nắp lại. Bây giờ nồi bột lọc của ta nó đã chín rồi. Các cháu nhìn thấy không? Đây là bột lọc đã chín rồi. Bây giờ cô bắt đầu tắt bếp. Nó nổi lên đã chín rồi, cái bột này nó nhanh chín hơn là chân châu. Quá là tắt bếp. Bây giờ thì ta cầm bột ta đổ ra có cái rây này. Đó. Cái rây nhỏ quá. Và ta bắt đầu ngâm vào trong nước. Bây giờ thì mình bắt đầu đi lọc cua các cháu ạ. À. Đây là một 20.000 cua mà cô chia làm đôi, tức là đây là 10.000 cua. Bây giờ cô bắt đầu lọc cua. Đó, mình gạn như vậy nè. Đó, mình đã lọc cua xong rồi. Bây giờ tới phần lấy cái gạch cua trong cái mai này ra. Bây giờ thì mình đã lấy gạch cua xong rồi, ta lấy cái rây, ta chắc cái nước đen ra.
Đó, ta tránh nước đen ra. Ta có thể rửa qua cho khỏi đen. Bây giờ ta bắt đầu phi hành mỡ. Và phi hành mỡ và xào cái gạch cua. Các cháu nhìn nè, bây giờ ta bắt đầu phi hành mỡ và xào gạch cua. Đó, ta bắt đầu bỏ hành vô phi. Trong khi đó ta bắt đầu bật cái nồi cua lên, nó sôi luôn. Trong khi chờ đợi hành phi, ta bắt đầu cho nồi cái cua nó sôi lên. Rồi hành của ta đã thơm rồi. Hành của mình đã rất thơm rồi. Bây giờ cô sẽ đổ gạch cua vô cô xào cho nó đẹp. Đó, gạch cua nó ra màu rất là đẹp. Gạch cua bây giờ đã được rồi. Bây giờ cô bắt đầu tắt bếp. Còn bây giờ cái nồi cua này thì mình cho bột ngọt, mắm muối vào. Mình nêm vào đây một ít đường, một ít bột nêm. Một ít bột ngọt. Và một ít muối. Các cháu nêm từ từ thôi nghe, lỡ nó mặn quá là khó ăn lắm. Bây giờ mình bắt đầu vớt cái bánh canh ra cho nó ráo nước. Bây giờ nồi cua của mình đã được rồi các cháu ạ. Ta bắt đầu đổ gạch cua vào trong nồi này. Đó, bỏ gạch cua trong này. Bây giờ nồi bánh canh của ta đã bắt đầu chín rồi, ta tắt bếp. Ta bỏ bánh canh vô trong cái tô này. Các cháu ạ, ta bỏ bánh canh vô trong cái tô ta ăn. Đó là bánh canh bột lọc. Rồi bắt đầu mình cho vô đây một ít hành lá. Hành lá ngò. Rồi bắt đầu ta múc ra ta ăn. Các bạn và các cháu muốn ăn cà chua thì cho vào nhé. Còn cô thì cô không thích ăn cà chua cho nên cô không nấu cà chua. Ngon lắm. Rất là ngon. Đó, anh nhìn thấy nó sôi nè, rất là ngon. Cô tắt bếp. Bắt đầu múc cô ăn. Bây giờ cô bắt đầu ăn thử. Cô mới ăn hết cái nửa nồi nước lèo thôi. Và một nửa bánh canh thôi. Còn bánh canh này để mai cô nấu này. Đó. Cô mới ăn hết nửa nồi nước lèo thôi. Thì con no bụng rồi, ngon quá. Các cháu nấu rất là nhanh. Có một nồi bánh canh bột lọc. Các bạn và các cháu nhớ đây là bột năng nhé, không phải là bột gì đâu. Đó, các cháu nấu này ngon lắm. Các cháu nấu buổi tối á, cháu làm bột lọc, xong sáng ngày ra nấu cua, hay là sáng mai nấu thịt cũng được, hay nấu xương cũng được. Rất là ngon. Vậy là mình đã hoàn thành rồi các bạn ạ, các cháu ạ. Xin chào các bạn và các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.